chào hai bạn. Em xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Hữu Trí, nghề nghiệp em là kỹ sư. Hai vợ chồng em đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Trí nay nhiêu tuổi rồi Trí? Dạ em 28 tuổi rồi. 28 tuổi rồi hả? Dạ. Trẻ quá luôn vậy hả? Hay còn em? Chào chị Hồng Vân, chào Nút Thuận. Em tên Trương Thị Phương Anh. Em 29 tuổi, em đang làm giám thị cấp 2. Có phải là hồi xưa là hai người chắc là đi học chung trường với nhau? Dạ. Và họ đã thương nhau và thầm như yêu nhau từ cái thời học cấp 2, cấp 3 rồi đúng không? Ủa sao anh hay vậy? Chính xác luôn. Trời ơi, chính xác luôn hả? Trời hay trời quá. Trời ơi, trời ơi. Hay quá rồi, bữa nay quá trời đúng ơi. Quá đúng luôn nhau. Thiệt vậy luôn hả? Dạ. Quen nhau lớp 11. Lớp 11 là 17 tuổi. Quen đó có nhiêu, có 11 năm. Wow. Nhưng mà chính thức yêu nhau có 2 năm rưỡi thôi. Ủa như vậy là tụi em mới cưới nhau thôi đúng không? Dạ, tụi em cưới được 3 năm 7 tháng. Rồi, bây giờ hãy kể và tâm sự cho chương trình Vợ Chồng Son được biết là chuyện tình yêu của các bạn bắt đầu như thế nào. Dạ, lần đầu tiên em gặp vợ em là vào cái lễ tổng kết Hoa Phượng Đỏ. Khi về thì ai cũng có cặp hết. Thì chỉ có vợ em là không ai trở về. Lúc đó em có chiếc xe đạp cuộc. Thì em mới tình nguyện là cứu vớt vợ em, là chở vợ em về từ quận nhất về quận 7. Đường thì xa, trời thì nóng. Mà vợ em ngồi trước, vợ em cứ kêu cao ngoài. Sao em đạp chậm quá vậy? Thì sao mà đè vợ em ngoài vậy? Chị biết là cái xe đập cụ phải ngồi đè phải xíu. Phải ịnh lên thì ịnh lên thì nhưng mà em ngồi vậy em khó chịu không? Khó chịu chứ sao không anh? Mà mình vừa bực mà vừa tới ổng cũng tội nghiệp. Chở mình qua tới ba cái cầu lần. Trời ơi. Lúc đầu là bực xong rồi nó hồn nghe bịch 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 bịch. Nhịp tim nó nói gì? Đúng, em nghĩ là nhịp... cái nhịp tim nó nói cái gì? Nói nó gì? Mệt. Đúng rồi, hay mệt quá luôn. Lúc đó mới nói được gì nhưng... đúng không Trí? Dạ, dạ, lúc đó nói gì đó, đã mệt, thấy mồ luôn nha. Nhưng mà từ đó cái tự nhiên em có cái cảm giác là hơi thích thích. Thì sau khi đi chương trình đó về thì em ngỏ lời là nói là mình, em thích chồng em. Bạn có nhận lời đó thì như thế nào? Tướng tỏ tình là một buổi chiều mưa. Đó. Đứng gần nhau càng nghe rõ nhịp tim nữa ai... mà anh này anh đập tim anh đập nghe rõ lắm chị. Cái xong rồi em mới tay đụng tay, lúc đầu là một ngón xong lúc hồi là nguyên bàn luôn. Em nói Chí, anh cũng có cảm tình với Chí lâu rồi. Em lên Phương Anh. Chí, anh có cảm tình với Chí lâu rồi. Trời, giống tâm sự hai đồng rồi. Rồi sao rồi lúc em... Rồi Trí trả lời sao Trí? Nhiều khi nghe cũng bị nhột nhạt chứ bộ đúng không? Dạ, em cũng trả lời là em cũng cảm có cảm tình với anh lắm. Trời, giống như cuộc tỏ tình của hai người đàn ông nữa. Lúc đó là hai dòng mới chính thức quen. Ừ. Quen được một năm, học hết năm lớp 12, hai đứa chia tay. Ủa kỳ vậy? Lúc đó là do em muốn tập trung vào cái việc học trước. Khi nào đi làm thì mới tính tới việc quen bạn gái. Cho nên thôi em nhắn tin chia tay với cô này. Trời. Thì cũng hơi cảm giác em sao? Chia tay bao lâu? Sốc 4 năm. Trời, người ra đi mà tới 4 năm luôn hả? Mà sốc một cái là chỉ nhắn một tin nhắn thôi. Rồi cắt đứt mọi liên lạc. Em không tìm cách nào để em liên lạc được hết. Trời đất ơi. Trời. 4 năm đó em làm gì Trí? Dạ đó em thì em tập trung vào việc học, đại học rồi ra trường. Em đi làm rồi á thì vô tình là em có một người bạn thân đi siêu thị thì gặp vợ em đang bán trong siêu thị. Bạn em mới cho cô này cái số điện thoại của em. Cổ mới nhắn tin cho em. Lúc đó gọi là anh nữa. Gọi liền. Gọi liền. Cũng muốn tìm ra nguyên nhân tại sao mà chia tay. Cái bắt đầu em mới hẹn ra nói chuyện. Lúc đó thì em nghĩ là cái này là có duyên, mình nên gìn giữ. Và khi nói chuyện thì em thấy là mình có thể bắt đầu lại mối quan hệ. Lúc này là đã trưởng thành rồi. Lúc đó yêu không? Yêu, lúc đó yêu dữ dội không? Dạ yêu cũng dữ dội mà mỗi cuộc hẹn hò giống như là đi chạy giặt. Tại vì nhà em rất là khó, em ở nước ngoài, 9 giờ tối là đóng cửa đi ngủ, đi chơi cái khoảng 15-20 phút thì về. Như vậy chắc chắn là đêm động phòng của các em rất tuyệt vời phải không? Dạ vui lắm. Rất ý nghĩa. Đêm tân hôn thì lại hụt hẫng do tụi em không hợp tuổi, cho nên gia đình ba em là không có cho ở trong phòng tân hôn. Trời ơi. Mà bác phải vợ đem mùng mình chú gói qua cái phòng em trai ngủ nhà một đêm. Tức là kiên cử đúng không? Dạ. Giống như mình không có động phòng ở cái phòng của mình. Dạ. Mình mượn phòng một người khác. Dạ. Mọi thứ em chuẩn bị cho đêm tân hôn hết. Cái xong rồi bắt em đi qua phòng khác ngủ rồi.
cái tự nhiên cảm giác mình không muốn tân hôn nữa. Mà cái thôi nghỉ đêm đầu tiên của ảnh mà không ấy gì kỳ quá. À, cuối cùng thôi. Cũng làm lẹ cho đi ngủ. Trời, làm lẹ cho đi ngủ. Đây mình hụt hẫng quá rồi. Nhưng mà đêm hai có lấy lại không? Dạ lấy lại hết. Lấy lại hết luôn. À. Sau khi các em về ở với nhau rồi, dạ. Trong 3 năm qua, ha, thì có cái chuyện gì mà các em chưa hài lòng hoặc có thể là thấy được cái tật xấu của cái người bạn đời của mình nó lòi ra không? Có dành. Lúc mà chuẩn bị cưới, hứa với ba cưới vợ cho con đi, con không chơi game nữa đâu. Con hạn chế bạn bè. Cưới về xong, thôi ơi, bỏ em nhà của mình anh, đi với bạn. Nhưng mà anh biết không, là quản lý vợ dắt em cực kỳ chặt chẽ. Tới nỗi là khi em đi làm, là những anh đồng nghiệp ngồi kế bên là không cần mà biết giờ giấc, là chỉ cần mà nghe điện thoại em reo á là biết 5 giờ chiều rồi, là vợ em gọi em về. À. Bữa nào mà chiều đó mà em thấy mệt mệt trong người là biết ảnh đi chơi với bạn ảnh rồi. Là đi tới 11, 12 giờ đêm mới về. Mà cái giờ đi lên ngủ là bỏ vợ lên ngủ trước, mình ở đây chơi game. Ảnh thì mê game, còn em bị chết về cái con cái luôn. Sao chết sao? Tụi em cưới về 2 năm đó em ở nhà để chuẩn bị có con. Rồi mà đợi hoài không thấy, cái xong rồi mới thuyết phục anh đi khám bệnh. Mà đàn ông mà chị cứ mở miệng anh khỏe mà, em thấy anh khỏe không? Cái đi khám ra thì chồng em bị tinh trùng yếu, phải uống thuốc điều trị hết 3 tháng. Xong rồi tụi em mới thực hiện bơm tinh trùng thì thất bại. Rồi cái bơm đó nó chỉ là hơn cái bước kia chút đỉnh thôi. Chị nói em nghe, nếu mà riêng về cái vấn đề đó, tụi em đi thụ tinh trong ống nghiệm thì... cái là cái phương pháp đó đó, con tụi em cực kỳ khỏe luôn. Nó lấy hết cái tinh hoa của cha mẹ vô. Rồi bây giờ tới em đó Trí. Em có bức xúc gì không? Vợ em là trước khi cưới là hứa em là em sẽ là người vợ hiền. Vậy vợ em không hiền chút nào. Rất thích là ngắt nghéo em. Rất là có khuynh hướng bạo lực kỳ cục đó. Mà em có đánh trả rồi? Dạ tất nhiên là không rồi. Mình là đàn ông mà anh. Đúng rồi. Có còn gì nữa? Rồi thêm một cái thú vui tao nhã là trước khi đi ngủ là hay đè mò mò nặng mụn em trước khi ngủ. Trời ơi, cái này nặng bắt quyền đó. Mà ngộ em phải mò mặt em mới ngủ được. Mà mò thấy cụm cộm cái là khửi. Cái nặng ông nát bấy thì có lẽ do bà nặng không á, đúng không? Rồi còn cái gì nữa em? Vợ em chưa có con cho nên rất là cuồng con. Vòng vòng nhà em là con nít đầy luôn á. Hôm nay ẵm đứa này về chơi, hôm sau ẵm đứa khác về chơi. À, nó xí, cái đó không phải tật xấu rồi em. Dạ. Thế rồi bới về niềm... xong rồi quậy ảnh á, anh không chơi game được, đó là tật xấu của em đó. Thôi bây giờ mong muốn vợ thay đổi điều gì? Điều em mong muốn vợ em thay đổi là dành nhiều thời gian chăm sóc bản thân nhiều hơn là chăm sóc em và gia đình nhiều. Bớt quản lý giờ giấc em lại để em thoải mái xíu. Rồi, em mong muốn Trí thay đổi điều gì anh? Em muốn anh là dành nhiều thời gian cho gia đình hơn, phụ giúp ba mẹ, phụ giúp em công việc nhà, rồi hạn chế chơi game lại để hai vợ chồng sớm có tin vui cho ba mẹ mừng. Tức là cái câu ngầm ý Trí có hiểu không cưng? Dạ. Bớt chơi game, chơi vụ kia. Rất nhẹ đó. Sau chương trình này anh cũng hứa với em là anh sẽ dành nhiều thời gian hơn cho em với gia đình, cố gắng là trong năm sau là mình đón thêm một thành viên mới. Bây giờ riêng cặp này nghe chị nói nè, em đừng có bị áp lực về vấn đề thời gian, áp lực về tuổi tác. Ví dụ vợ chồng có khi lấy nhau á hả, 5-6 năm mình tận hưởng, mình enjoy mọi thứ đi, rồi mình có con cũng được. Đây là mới có 2-3 năm lấy nhau thôi, chưa phải là dài. Tại vì em biết sao, khi em bị áp lực về vấn đề đó, em sẽ không thoải mái trong việc đón nhận mọi thứ, kể cả thụ tinh trong ống nghiệm. Hai vợ chồng tụi em phải tương tác với nhau, quên hết tất cả những chuyện đó đi, thoải mái đi. Vì cái chuyện có con là chắc chắn rồi. Để chi trứng mình tốt, tinh trùng mình tốt, mình đi mình thụ tinh một cái là dính liền. Có khi dính xanh đôi. Vui vẻ đi, buổi tối bớt chơi game đây. Đó. Rồi chúc hai em nắm tay, chặt tay nhau để mà đi đến hết cuộc đời này. Và năm sau sẽ có tin vui. Dạ, cảm ơn chị.